Okay, xin chào các bạn học sinh lớp 11. Chào mừng các bạn quay lại với channel BTD. Thì tiếp theo với cái dạng toán về các cái bài toán về cái dạng số 4 này thì mình đi đến cái bài 585. Bài 585 các bạn. Bài 585 trang 113. Tóm tắt. Bài này thì mình cần suy luận chút các bạn. Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 32 cm trong không khí. Cho D là 32 cm thì bằng 32 3,2 nhân 10 trừ 1 mét. Ok. Trong không khí cường độ dòng điện chạy trên dây thứ nhất là 5 A. I1 bằng 5 A. Cường độ dòng điện trên dây thứ hai là I2 chưa biết. Chưa biết. Điểm M nằm trong mặt phẳng hai dòng điện, ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng I2 8 cm. Ok. Thì mình cần suy luận chút các bạn, mình vẽ hai cái dòng điện trước. Hai dòng điện này nó cho là cùng chiều. Cùng chiều. Cách nhau một khoảng là 32 cm. Gọi là A1 đi, để A2. Đây là I1, I2. Quan trọng của cái bài toán chồng chất này là các bạn phải vẽ hình sao cho mình dễ nhìn ha, mình mới dễ làm được. Cái bí quyết là làm chỗ đó. Ok, cách nhau khoảng là D. Thì các bạn mới thấy như vậy, nó kêu là cái điểm M nằm ngoài khoảng ngoài cái đoạn nằm ngoài cái đoạn A1 A2, cho nên là nó có thể nằm bên I1 hoặc nằm bên I2. Chứ các bạn. Nhưng cái bài này nó lại nói là cái đoạn nó cách cái R2 á, nó cách cái đoạn nó cách cái điểm A2 á, có nghĩa là cách dòng điện I2 á, đoạn là A2M đó, một cái đoạn là 8 cm, 8 cm, có nghĩa là không là 8 nhân 10 mũ trừ 2 mét. 8 nhân 10 mũ trừ 2 mét. Các bạn. Nghĩa là cái R2 này nè, nó nhỏ hơn cái D của mình vậy. Cho nên nó không thể nào nằm bên phía phía của thằng I1 được. Tại vì khi mà nằm bên phía I1 á, muốn nằm bên phía I1 á thì cái khoảng cách với thằng I2 á, nó phải lớn hơn 32. Và nên nó nhỏ hơn. Các bạn. Cho nên là nó sẽ phải nằm bên đây. Thằng M nó phải nằm bên đây. Đó. Đầu tiên các bạn phải suy luận được cái vị trí ha. M nó nằm bên đây. Và nó nói là để cái cảm ứng từ tại M nó triệt tiêu á, thì cái thằng I2 này nó phải bằng bao nhiêu, cái giá trị thằng I2 này phải là bao nhiêu. Ok, thì các bạn xem là nó có thể triệt tiêu được không. Nằm để mà nằm trong mặt phẳng hai dòng điện là đúng rồi nè. Ok. À, cái đề này nó không có cho hai cái dòng điện nó cùng chiều các bạn. Xin lỗi các bạn chỗ đó ha. Không cho hai cái dòng điện cùng chiều. Thì mình mới lập luận cái chiều, mình phải lập luận thêm cái chiều của thằng I2 nữa bạn. Lập luận thêm cái chiều của hai thằng này nữa, cho nó cùng chiều hay ngược chiều. Do cái này mình viết tiếp đi ha, do 8 cm nhỏ hơn 32 cm, suy ra M nằm về phía I2.
về phía của Y2. Bây giờ mình phải lập luận chưa? Ok, thì mình xin hướng dẫn các bạn cái quy tắc nắm tay phải cho cái bài 585. Đó, dòng điện I1 đặt tại A1. Dòng điện I2 đặt tại A2. Và cái điểm M mình đã xác định được trong bài ha. Giờ mình dùng quy tắc nắm tay phải cho cái trường hợp này. Đây. Dòng điện I1 hướng ra. Móc qua M hướng lên. Cái này gọi là B1. Cảm ơn từ do một gây ra. Cho các bạn thì bài này nó là làm sao để cho M cảm ơn từ tại M triệt tiêu. Muốn cảm ơn từ tại M triệt tiêu á thì cái B2 nó phải hướng xuống như vậy và nó phải bằng B1. À, cùng phương ngược chiều, cùng độ lớn thì nó mới triệt tiêu. Thì muốn như vậy á thì cái góc thứ đây, góc thứ phải chỉ xuống vậy. Muốn các góc thứ chỉ xuống vậy mà thằng Y nó nằm bên đây á. À, nằm bên đây nè, cái Y nằm phía bên đây. Nó phải hướng vô. Đây, hướng vô. Thì chỗ thằng Y2 nó là phải ngược chiều với thằng Y1. Chưa bạn? Thì cái vector tổng hợp tại M nó mới bằng 0. Để BM nó bằng 0 á. Được. Thì ít nhất là cái B1 với cái B2 này nè nó phải cùng phương ngược chiều. Chưa? Mà B1 đây mình sử dụng sau khi sử dụng cái quy tắc nắm tay phải á, thì các bạn có được cái I1 của bạn sẽ gây ra tại M. Một cái vector cảm ứng từ hướng lên. Được chưa? Vậy thì thằng A2 này nó phải gây ra cái thằng I2 này phải gây ra một cái cảm ứng từ hướng xuống. Ok, phải gây ra cái cảm ứng từ hướng xuống. Thì muốn hướng xuống như vậy á, thì cái chiều của thằng chiều dòng điện của thằng I2 á, nó phải ngược với thằng I1. Đó vậy. Đó, dùng quy tắc bàn tay phải thì mình suy ra được là B2 à, thì I2 chưa phải ngược chiều với I1. Ngược chiều với I1. Chưa các bạn? Đó, mình vừa xác định vị trí của M, vừa suy luận ra vị trí của M, vừa suy luận ra chiều của I2. Bây giờ mình phải tính được cái I2 nữa các bạn. Đó, thì với B1 cùng phương ngược chiều với B2 thì suy ra B tại M, B tại M nó sẽ tính bằng công thức là B chỉ tuyệt đối của B1 trừ cho B2 và thằng này phải bằng bằng không thì mình suy ra được là B1 sẽ bằng B2. Đó. Giờ mình sẽ thế cái công thức của B1 B2 vô để mình xác định được I2 đúng không bạn. Tiếp theo của bài 500 trang 113 tóm tắt. Ok, hết tóm tắt rồi, giải tiếp rồi. Tiếp theo, do B1 bằng B2 mới thế, do là do công thức là dòng điện thẳng dài vô hạn nha. I1 chia cho đây là 1 với bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 I2 chia cho R2. Chỗ này các bạn phải tính được R1 nữa bạn. Ok, giờ các bạn chuyển vế suy ra I2 thì nó phải bằng R2 chia cho R1 nhân cho I1.
chưa? Mà các bạn nhìn cái hình đó bạn, thì bạn thấy rõ ràng á cái khoảng từ đây tới đây nè là R2 đúng không bạn, từ khoảng cách từ I2 tới M là R2, và khoảng cách từ I2 tới I1 là D, vậy khoảng cách từ I1 tới M chính là D cộng R2. Mà R1 sẽ bằng R2 cộng cho D cho bạn, chưa bằng luôn đi, 8 cộng cho 32 là 40 cm bằng 4 nhân 10 mũ trừ 1 m. Ok, vậy bạn suy ra thay vô I2 nó sẽ bằng R2 của mình hồi nãy tính ra là không phải, nó cho là 8 nhân 10 mũ trừ 2, R1 là 4 nhân 10 mũ trừ 1, I1 là 5 ampere nhân cho 5 bằng 8 rút gọn với 4 là còn 2, 2 nhân 5 là 10, 10 nhân cho 10 mũ trừ 2 là 10 mũ trừ 1, 10 mũ trừ 1 rút gọn với 10 mũ trừ 1 là 1 ampere. Ok, mình kết thúc bài 585 đây. Tiếp theo sẽ đi đến với cái bài số 586. 586 bài 586 trang 113, đọc đều tóm tắt các bạn, bài này hơi dài. Hai dây dẫn thẳng rất dài D1 và D2 đặt song song cách nhau 10 cm, nó cho khoảng cách D là 10 cm bằng 10 mũ trừ 1 m. Trong không khí có dòng điện đi qua, có dòng điện là I1 bằng I2 bằng 2 A đi qua cùng chiều hả bạn, hai dòng điện cùng chiều, I1 cùng chiều với I2. Xác định vectơ cảm ứng từ tại điểm O cách đều D1 và D2 một khoảng 5 cm. Có nghĩa là nó cho R1 bằng R2 bằng 5 cm bằng 5 nhân 10 mũ trừ 2 m. Ok, thì mình vẽ hình thôi. Do R1 cộng R2 ta có đi. Đấy. Mình phải lập luận trước khi vẽ hình nha bạn. Ta có. Tại vì mình không biết M nó nằm ngoài cái đoạn I1 với 2 hay nằm trong. Nói chung là lập luận trước vẽ hình cho nó kỹ. 1 ra 2 bằng đúng D luôn các bạn. Do 5 cộng 5 bằng 10. Chưa bạn, nên suy ra cái điểm M nó sẽ thuộc cái đoạn thẳng mình gọi nó là D1 D2 luôn. Thuộc đoạn thẳng D1 D2. Rồi mình vẽ cái hình của câu A các bạn. Chấm cái cùng chiều mà. D1 D2 D2. Chưa. Rồi điểm M nó nằm ngay chính giữa. Ok. Rồi bây giờ mình xác định bằng quy tắc nắm tay phải các bạn. Sau khi xác định bằng quy tắc nắm tay phải thì mình có là B1 hướng lên, B2 hướng xuống. Ok, thì bây giờ mình tính tính từng cái chứ ha. B1 nè. Ở trường hợp này B1 bằng B2 tại vì nó đều cách I1 D1 D2 một khoảng là cái M nó đều cách một khoảng bằng nhau. 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân cho I1 thì I2 cũng được, gọi là I1 đi. Chia cho R1 luôn.
bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7. Y1 ở đây của mình là 2, R1 là 5, nhân cho 10 mũ trừ 2 bằng 2 với 2 là 4, 4 phần 5 là 0,8, là con số 8 nè. 0,8 là 8 nhân 10 mũ trừ 1, 8 nhân 10 mũ trừ 1 với 10 mũ trừ 7 là 10 mũ trừ 8, 10 mũ trừ 8 chia 10 mũ trừ 2 là 10 mũ trừ 6 Tesla. Ok, do này mình cũng không cần tính nhiều đâu, mình tính vậy thôi. Chứ bài này là, các bạn coi nè ha, B1 nè, nó cùng phương ngược chiều với B2 chứ các bạn. Nên cái B tổng hợp của nó tại M á, thì nó sẽ tính theo công thức là B1 trừ B2 trong trị tuyệt. Do hai này bằng nhau cho nên kết quả ra không. Ok, tiếp tục ha các bạn. Mình phải ghi lại cái đề, cái tên đề chứ mọi các bạn nhìn vô bạn không biết mình đang giải bài nào. Vậy mình sẽ cái trang tiếp theo mình sẽ không có dán cái đề lên các bạn. Tóm tắt tiếp là câu B là tại điểm M, điểm M các bạn. Điểm M này nó cách cái D1 một khoảng là 4 cm, R1 là 4 cm, cái R2 là bằng 6 cm, D là 10 ha bạn. Ok, nó cũng là bây giờ nó cũng nằm ở khúc giữa giữa luôn mà nó không phải nằm ngay trung điểm nữa. Tại sao mình biết thì lập luận trước nha, ta có giải. Ta có nè, R1 cộng R2 cũng bằng D luôn các bạn. Do 4 cộng 6 bằng 10. Ok, tìm BM. Nó kêu là xác định vector cảm ứng từ các bạn. Cho nên là xác định cả phương chiều nữa các bạn. Dùng quy tắc nắm tay phải thôi. Bây giờ mình vẽ hình. Suy ra nè, M thuộc cái đoạn D1, D2. Bên kia đáng lẽ mình phải ghi là nó là trung điểm ha. Nhưng mà thôi, cái đó không quan trọng lắm. Bạn, cái này là Y1 nằm ở điểm D1 này. Y2 nằm ở điểm D2, cách thằng thứ nhất là 4 ô, 4 xăng các bạn, 4 xăng. Điểm này điểm M, điểm này là điểm chọn điểm M luôn. Ok, cái đề nãy là điểm này điểm O các bạn, cho mình sửa lại chút nha. O là trung điểm D1, D2 của đoạn thẳng D1, D2. Ok, rồi tới điểm M này thì sau khi sử dụng cái quy tắc nắm tay phải thì các bạn cũng có được đây. D1 nó hướng như vậy. B1 do B2 nó xa hơn cho nên là nó sẽ ngắn hơn B2. Các bạn thấy là cái vector cảm ứng từ tổng hợp tại M này nó không bằng không nữa. Mình phải tính lại, tính từ bên đây luôn đi ha. Thôi đây ta có B1 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân Y1 chia cho R1 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7. Y1 của mình là đi 2A. Y1 là 2A nè, chia cho R1 của mình là 4 nhân 10 mũ trừ 2. Mình đổi luôn trong đây ha bạn.
2 nhân 2 là 4, 4 4 rút gọn là 10 mũ trình 5. Tesla B2 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 I2 chia R2 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 I2 chia cho R2 là 6 nhân 10 mũ trừ 2 bằng 2 phần 3 nhân 10 mũ trừ 5 Tesla. Ok, thì mình do B1 cùng phương ngược chiều với B2 nên cái vectơ tổng hợp tại M là BM nó có độ lớn là B1 trừ B2 bằng 10 mũ trừ 5 trừ cho 2 phần 3 nhân 10 mũ trừ 5. 1 trừ 2 phần 3 là 1 phần 3 nhân 10 mũ trừ 5 Tesla. Và cái vectơ tổng hợp tại M nó sẽ có như hình vẽ ha. Do B1 lớn hơn B2 suy ra B tổng hợp á nó sẽ cùng phương cùng chiều với B1. Ok, đó là phương chiều luôn các bạn. Ở câu A hồi nãy thì nó bằng không các bạn, cho nên là nó không có phương chiều gì hết. Tiếp theo câu B, câu C 586 trang 113. Tóm tắt cho điểm N các bạn. Điểm N cách D1 là 10 cm, D2 là 15 cm. C đến N D1 N là R1 các bạn. R1 luôn. R1 10 cm. 10 cm là 10 mũ trừ 1 mét. R2 là bằng 15 cm. Là 15 nhân 10 mũ 1,5 nhân 10 mũ trừ 1 mét. Ok. Giờ mình xác định cảm ứng từ vectơ cảm ứng từ tại N ha, xác định vectơ cảm ứng từ tại N. Ok. Bây giờ mình suy luận để vẽ hình thôi. Ta có giờ D1 với D2 cách nhau một khoảng là 10 cm. Chưa bạn, và cái R1 với R2 này nó cộng lại thì nó bằng cái gì ha? 10 cm. Ta có nè. R1 cộng R2 bằng mười 25 cm. Cái R1 trừ R2 chỉ trị của mình đó thì bằng 5 cm. Còn cái D của mình đó là bằng 10 cm. Để bạn suy ra được là cái D của mình là nó nằm giữa cái chỉ tuyệt đối của R1 trừ R2 và cái R1 cộng R2. Chứ bạn, và những cái hệ điểm nào đó mà nó thỏa mãn cái điều này thì nó sẽ lập với lại A1 ở D1 chứ, D1, D2, một cái tam giác các bạn. Một cái tam giác tạo thành tam giác. Tam giác này tên là D1, D2, N đi các bạn. Ok. Mình vẽ hình thôi các bạn. Tam giác thường các bạn ơi. Thường.
Y1 tại tại D1. Sao không đủ chỗ, không đủ chỗ à? Ok. Y2 tại tại D2. Cách nhau một khoảng là D. À, cái điểm N nó nằm ở đâu đó. Chưa, cách này là 10. Tạm biết cân các bạn ơi. Vậy sao cho nó cân mà 10 mới kia 15 nữa. Chạy xuống dưới rồi. Ok thì mình vẽ hình thôi. Ok thì giờ mình vẽ hình thôi, do cái thằng R1 nó bằng cái thằng D bạn, cho nên mình phải vẽ một cái tam giác cân thì nó mới xứng. À, vẽ một cái tam giác cân thì mình vẽ như vậy đi, vẽ cái đáy trước, cái đáy của mình phải là 15 cm. Cái cây cây này là 10 thôi bạn. Đó, tạo thành cái tam giác cân. Hai cái dòng điện của mình thì nó sẽ là một cái cạnh bên của tam giác cân các bạn. Cân tam giác này sẽ cân tại tại đâu nhỉ? Tại cân tại D1 các bạn, cân tại D1. Cân tại D1 nè, đây là D2 các bạn. Đây là Y2, đây là Y1. Điểm N nằm đây. Đó, hai cái đoạn này bằng nhau. Đó. Thì bây giờ các bạn phải xác định. Ok, thì mình xin hướng dẫn cái quy tắc nắm tay phải cho cái bài 586 câu C các bạn. Câu A, câu B thì nó tương tự như mấy bài trước rồi, mình không hướng dẫn nữa. Ok, thì cái bài này thì điểm N, D1, D2 nó tạo thành một cái tam giác cân các bạn. Do cái thằng D này các bạn, nó bằng R1 bằng 10 cm. Được chưa các bạn? Thì sử dụng cái quy tắc nắm tay phải cho dòng gì trong dây dẫn thẳng dài vô hạn á, đây đối với thằng một chứ hai bạn, đây dòng điện hướng ra, bạn móc vô thằng N chưa. Và các bạn nhớ là cái vector cảm ứng từ nó sẽ vuông góc, nó sẽ vuông góc với cái khoảng cách R1 này bạn. Vậy nó vuông vuông chút. Đây là vector B1, vector cảm ứng từ do thằng Y1 gây ra tại N. Rồi cũng tương tự như vậy cho thằng Y2. Đây, các bạn móc bên N. Chỉ cái gì đúng không? Xong rồi bạn móc bên N. Nó hướng xuống các bạn. Hướng xuống và nó sẽ ngắn hơn. Nó sẽ ngắn hơn gọi là B2. Ok, thì trong cái bài nãy mình giải nó, trong cái bài giải thì mình hơi nhầm các bạn, do cái này là góc alpha cho nên góc này cũng bằng góc alpha luôn, góc có cạnh vuông góc tương ứng chưa các bạn, cho nên là cái cos của góc alpha ở đây đúng bằng cái cos của góc alpha ở đây luôn các bạn, chứ không phải là mình xin đính chính lại ha, là cos của góc alpha nó đúng bằng cos của góc N luôn và nó sẽ là 0,75 luôn các bạn, chứ không như là cos của B trừ, các bạn tính lại mình bài đó. À, đại khái là nói vậy. Thì sau khi các bạn tổng hợp bằng quy tắc hình bình hành, các bạn sẽ có được vậy. Vector cảm ứng từ tổng hợp tại N nó sẽ hướng theo cái đường chéo chưa bạn, và nó sẽ là vector B tại N.
Okay, cái hình nó vậy. Sau khi xác định bằng quy tắc nắm tay phải á, thì các bạn có được cái vector cảm ứng từ như sau. Thằng này sẽ vuông góc đây, dài dài một chút. Đây là B1 các bạn. Còn B2 sẽ như vậy. Nó ngắn hơn, tại vì nó xa hơn các bạn, 15 cm lận. Ok, thì muốn tổng hợp được hai vector này, các bạn phải có được cái góc hợp bởi B1 và B2. Sau đó các bạn dùng cái quy tắc hình bình hành. Đây là phương chiều của vector tổng hợp B tại N nữa các bạn. Mà mình phải xác định được cái góc này. Muốn xác định được cái góc này á, thì mình sẽ sử dụng cái góc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc các bạn. Vậy là vậy. Cho B1 nó vuông góc với cái đường D1N. Chưa? B2 á, thì nó vuông góc với cái đường là D2N. Nên suy ra cái góc hợp bởi cái B1 và B2 á, nó sẽ bằng là góc hợp bởi D1N và D2N. Thì cái đó sẽ là góc D1 D2N thôi, D1 N D2 thôi, D1 N D2. Nhưng mà các bạn chú ý nha bạn, là cái góc mà mình nói đây là góc hình học thôi, và góc hợp bởi vector thì nó góc hợp bởi vector thì nó phải góc hình học thôi, thì góc hợp bởi hai vector nó phải lấy cái gì ta, nó phải lấy 180 trừ cho góc đó nữa bạn, lấy 180 trừ góc đó nữa, suy ra chính xác ha. Chính xác thì cái góc B2 này nó sẽ là bi trừ cho cái góc này, nghĩa là nó sẽ là 180 độ trừ cho cái góc D1ND2 nè các bạn. Góc hợp bởi hai vector nó hơi phức tạp hơn chút các bạn. Các bạn có thể nghiệm lại bằng cái này như sau. Các bạn thấy cái góc xanh chuối này của mình nè, nó cộng cho cái góc màu tím này. Được chưa? Nó sẽ là 90 độ. Tại vì theo quy tắc nắm tay phải thì chỗ này vuông nữa bạn, chỗ này vuông, chỗ này cũng vuông. Nói chung là vậy. Đó, thì góc màu xanh chuối cộng góc màu tím là bằng 90 độ, mà góc này, góc xanh da trời này cũng cộng cho góc màu tím là bằng 90 độ, cho nên góc xanh chuối sẽ bằng góc màu xanh da trời. Đó bạn. Đó. Do hai cái góc đó bằng nhau cho nên là có phải là nguyên cái góc này là 180 không bạn? XNY là 180 nữa bạn. Thì lấy XNY là 180 trừ cho cái góc xanh da trời đó là góc INB1, thì các bạn sẽ có được cái góc hợp bởi vector B1 và vector B2. Đơn giản. Ok, để xác định được cái góc giữa giữa D1 ND2, từ đó xác định được cái góc giữa B1 và B2 á, thì mình sẽ sử dụng cái định lý hàm cos trong tam giác ha. Tam giác D1 ND2 này nè. Thì mình sẽ áp dụng định lý hàm cos. Định lý hàm cos. Hàm cos này là hàm cos của góc N các bạn. Cos của góc N là cái góc D1 ND2 các bạn. Thì nó sẽ bằng
lấy bình phương hai cái cạnh kề, nghĩa là N1D, ND1 bình cộng cho ND2 bình trừ cho cái cạnh đối diện bình, chia cho hai lần ND1 nhân cho ND2. Thì các bạn thay ký hiệu vô thì nó sẽ là, này là R1 bình nè, cộng R2 bình nè, trừ cho nè. Trừ cho D bình, chia cho 2 R1 R2. Rồi các bạn tính R1 là đi 10 bình cộng cho 15 bình, 10 bình là 100, 15 bình là 225, là 325. 325 trừ cho 110 bình là 2, gần ra 225, lên trên là 225, dưới là 2 nhân cho R1 10 nhân cho 15 là 300. Các bạn 15 nhân 2 là 30, 300. Vậy là 225 chia cho 300, 225 là 9 cái 25, 9 cái 25 chia cho 300 là đi 12 cái 25, 9 phần 12 là 3 phần 4, là 0,75 bạn. Sorry, bạn ghi nhớ code ra 0,75 bạn, 0,75. Ok, thì tiếp theo thôi. Bài 1 vẫn là bài đó, 586 trang 113. Tiếp theo, tóm tắt, đây là câu C các bạn, giải câu C. À, mình sẽ có là cos của n là bằng 0,75 rồi các bạn. Đó. Bây giờ mình tính B1 với B2 nữa. Ta có nè. B1 là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 Y1 chia cho R1 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 nè. Y1 của mình là 2 A. R1 của mình là 10 các bạn, 10. 10 cm là 10 mũ trừ 1 bằng 4 nhân 10 mũ trừ 6 Tesla. B2 của mình là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 Y2 chia cho R2 bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 Y2 là 2 luôn các bạn, chia cho 1,5 nhân 10 mũ trừ 2 cho 1, 1,5 nhân 10 mũ trừ 1 bằng, ở trên là 4 chia cho 3 phần 2 là 8 phần 3. 8 phần 3 nhân 10 mũ trừ 6 luôn các bạn, 10 mũ trừ 6 tích là. Ok, thì để tổng hợp do nè, B1 nó hợp với B2 đó, một cái góc là, một cái góc là alpha đó. Ok, mà có cos của, nói chung là cái cos của góc N này nó là 0,75, nhưng mà mình phải suy ra được cos của cái góc B trừ N các bạn. Thì các bạn đã biết là cos của góc B trừ N nó là trừ của cos N theo quy tắc cung bù các bạn, trừ cho 0,75. Thì đây chính là cos của góc hợp góc alpha các bạn. Đó. Có cos alpha bằng âm 0,75. Ok, thì các bạn
thay vô lý hay bình hành tổng quát luôn, b n bình phương bằng b một bình cộng b hai bình trừ cho, là cộng cho 2b một b2 cos của góc alpha. Ok, b một bình, các bạn thấy số vô nha, bình cộng cho 8 phần 3 nhân 10 mũ trừ 6 bình, các bạn ấn máy tính thôi, 4 nhân cho 8 phần 3 nhân cho 10 mũ trừ 12 luôn. Ôi giời, nhân cho này là 3 phần 4, có trừ 3 phần 4 các bạn, trừ cho 3 phần 4 là trừ 0,75 đó, nên là bằng. Ok, tới đây các bạn bấm máy tính cho mình đi ha. Thì cái vector BN nó sẽ như cái hình vẽ, các bạn có thể ghi là cái phương chiều như hình vẽ và cái độ lớn là như các bạn tính ra đây. Bạn tính bấm máy tính ra chỗ này xong các bạn lấy căn. Thì cái video mình video về cái phần 2 cái dạng thứ 4 này của mình đến đây là hết. Các bạn thấy hay thì theo dõi cái video sau. Xin cảm ơn các bạn.